Bệnh dịch. Đôi khi sự kỳ thị còn hơn cả bệnh dịch. Cô có thấy vậy không? Bệnh dịch, nhanh hay chậm, sớm hay muộn, một lúc nào đó người ta sẽ tìm được cách để kiểm soát và tiêu diệt đi. Còn sự kỳ thị thì không bao giờ. Cứ như một thói quen đã thành dịch trình, trước khi đến bệnh viện cho các ca trực đêm, đàn anh sẽ ghé ngang nhà chú Tư Cảnh bán tạp hóa ở đầu đường. Không phải cô cần mua gì, mà suốt hơn một năm nay, từ khi bà hai mẹ chú Tư nằm một chỗ vì đủ thứ bệnh của người già, cô đã nhận lời mỗi ngày qua nhà để chăm sóc ông, thông tiểu cũng như theo dõi những chỉ số sinh tồn về mạch và huyết áp. Khoảng mấy tháng nay, bà lại có thêm vài vết loét ở lưng do bất động lâu ngày. Đàn anh lại kiêm luôn việc rửa và thay băng. Hôm nay mọi thứ của bà vẫn ổn hả? Chú Tư hỏi như vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa ở hàng hiên, mắt vẫn không rời chiếc điện thoại di động. Hình như chú đang theo dõi tin tức về dịch bệnh đang được cập nhật hàng ngày, hàng giờ. Vết loét cũng gom lại, khó mà lành được như ban đầu. Nhưng chắc thế này thì không nhiễm trùng thêm đâu ạ. Mọi thứ khác vẫn ổn nha chú. Đàn anh nói rồi mỉm cười như thói quen giao tiếp bắt buộc trong công việc của mình. Nhưng rồi cô chợt nhận ra mình vừa làm một động tác thừa, vì vốn dĩ người đang trò chuyện không hề nhìn mặt cô. Cô thở hắt ra một cái rồi thu dọn những dụng cụ mình vừa dùng. Cô nói vài câu với bà hai như thông lệ. Mắt bà long lanh hơn mọi hôm rồi đó, cũng có chút sức sống hơn tuần trước. Lần này đàn anh tự tin là một nụ cười, vì biết người nằm đó đang chăm chú nhìn mình. Khi đàn anh đi vào bồn rửa tay phía sau thì ngang qua chỗ thím Tư Cảnh đang ngồi xem tivi. Tin tức trên đài truyền hình cũng là những thông tin về tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp hơn ở Trung Quốc. Kết thúc bản tin, phát thanh viên gửi đến khán giả một bản tổng kết những ca đã mắc trên toàn thế giới, thống kê theo từng quốc gia. Ở Việt Nam đã chạm ngưỡng con số. Bệnh dịch gì mà ghê quá vậy? Thím Tư nói. Đàn anh tháo đồng hồ đeo tay và bắt đầu rửa tay. Vừa rửa cô vừa trấn an. À, dịch bệnh này nguy hiểm thật, nhưng ở Việt Nam chưa có nhiều người chết. Những ca mắc đều đã được cách ly và điều trị. Phần nào như báo đài cũng nói, tình hình ở mình vẫn kiểm soát được. Chỉ cần tuân thủ những khuyến cáo như đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế đến chỗ đông người thì sẽ không sao. Chú thím cẩn trọng như đừng hoang mang nhé. Kiểm soát hả? Thật không con? Vậy thím cũng đỡ lo. Chú Tư mày đọc trên mạng thấy cái tin gì mà nghe thấy bảo nhiều người bị chết rồi nữa ở Việt Nam mình luôn chứ. Một số nguồn tin sai sự thật, phóng đại, câu like thôi. Mình nên nghe tin của mấy kênh chính thống thôi thím ạ. Thím Tư gật đầu ra vẻ hiểu biết. Chợt như đàn anh thấy trong ánh mắt của người phụ nữ này nhìn mình có gì khác lạ. Nhưng vì đã đến giờ làm nên cô đành gác lại cảm giác đó và nói lời chào. Đàn anh vừa lên xe mở máy và đi được chừng 5 mét thì nhớ ra mình bị bỏ quên cái đồng hồ. Không quý giá hay hàng hiệu gì, nhưng công việc của cô, việc không có đồng hồ là điều cấm kỵ. Cô quay đầu xe trở lại tiệm tạp hóa. Chú Tư Cảnh đã không còn ở chiếc ghế nhựa chỗ hàng hiên. Đàn anh dựng xe và bước vào thì nghe thấy tiếng chuyện trò giọng của thím Tư. Còn bé ấy, nó làm trong bệnh viện hả? Không biết có lây nhiễm gì không? Cái bà này! Giọng chú Tư ra chiêu phận ý khiến đàn anh tưởng tượng khuôn mặt chú đang nhíu mày. Đàn anh làm điều dưỡng trong một bệnh viện chuyên khoa về mạch máu não, khoa thần kinh gì đó. Bà không nghe thấy những người mắc dịch bệnh ấy vào khoa nhiễm bệnh bệnh viện nhiệt đới sao? Nói thì nói vậy chứ, nhưng nghe đến bệnh viện là tôi thấy sợ rồi đó. Chẳng biết được đâu,
tốt nhất cũng nên hạn chế. Hay từ mai ông bảo nó khỏi qua đi. Con bé nó có lòng cả năm nay giúp cho má mình như vậy mà con lấy một đồng xu nào đâu. Thỉnh thoảng nó mua đồ tôi không lấy tiền, nó còn không chịu. Giờ bà nói vậy sao mà được, huống chi chuyện chăm sóc má. Tôi sẽ tự làm, chắc sẽ khó khăn đấy. Còn hơn con bé nó cứ gieo rắc vi trùng lung tung, lỡ nơi bệnh gì đó rồi thì năn đa chết. Mà không hiểu tại sao cẩn tắc vô ấy nấy. Tôi đến mệt với bà đấy. Đan Anh. Chú Tư Cảnh quay ra thấy cô bé đứng đó từ lúc nào. Đan Anh định nở một nụ cười để khiến cho mọi người không phải khó xử sau tất cả những lời vừa nghe xong. Nhưng cô thấy trên tay Thính Tư lúc này là một bình xịt, kiểu giống như bình xịt khử khuẩn trong bệnh viện cô hay dùng. Hình như thím vừa xịt quanh bồn rửa tay. Cô đành thu nụ cười lại lần thứ hai trong một buổi chiều, chép miệng rồi nói: "À, con bỏ quên cái chiếc đồng hồ." Ca trực đêm không bình yên. Hai trường hợp mới nhập vào khoa cần theo dõi, cùng với một trường hợp cũ trở nặng, khiến Đan Anh gần như không đặt mình xuống ghế được, chứ đừng nói chi đến chuyện chợp mắt. Sáng ra cô còn phải ngồi lại thêm 30 phút để hoàn tất hồ sơ hành chính mà tối qua mình làm không kịp, dù đã quen với công việc từ nhiều năm. Nhưng những đêm trực kiểu này vẫn vắt kiệt sức của cô. Thông thường sau giờ làm đêm, sáng hôm sau cô vẫn sẽ chạy xe về nhà. Nhưng hôm nay, Đan Anh cảm thấy không được thoải mái trong người. Cổ họng cô hơi khô, chắc lại lúc tối cô làm không kịp thở nên không có thời gian uống nước. Đầu óc cô cũng như đang đánh đu, có gì đó không được tỉnh táo. Vậy nên cô quyết định sẽ gọi xe đi từ một hãng xe ôm công nghệ. Nhưng loay hoay một lúc trước cổng bệnh viện, Đan Anh vẫn chưa tìm được một tài xế nhận chuyển từ hệ thống. Đang lúc mệt mỏi nhất thì chợt có một chiếc xe tay ga kiểu nữ khá thời trang chờ tới. Người lái mặc một chiếc áo trễ cổ quần jean nâng cao bó sát phần thân dưới. Khi chiếc xe dừng lại hẳn, chủ nhân của nó kéo chiếc khẩu trang đang đeo xuống và gọi: "Chị Đanh, mới ra trực hả?" Khi nhìn chiếc xe và vẻ phục sức bên ngoài của người lái xe, Đan Anh đã đoán được cô gái này là ai. Thêm cách gọi như vậy thì cả thành phố này chỉ có đúng có một người đó thôi. "Cát đó à, tối qua em cũng làm đêm à?" Cô vừa hỏi, dù biết gần như cả tuần cô bé này luôn làm đêm chứ không xen kẽ ngày đêm. Cát là một cô gái có nhan sắc, làn da trắng, bắt mắt, cùng với những đường nét thanh tú trên khuôn mặt luôn khiến cho người khác phải chú ý. Thân hình Cát mảnh khảnh nhưng cũng đủ vừa, những đường cong gợi lên sự quyến rũ. Cát nhỏ hơn Đan Anh chừng 3 tuổi. Cả hai có thời gian sống gần như một vùng ngoại ô trước khi chuyển vào trung tâm thành phố vì việc, rồi đi làm như bây giờ. Vậy nên Cát biết cái tên gọi thơ ấu mà bạn bè hay chọc Đan Anh: "Chị Đanh, về nhà thôi, phải không? Hình như chị không đi xe thì phải, em cũng về nè, em chờ chị luôn nha." Thông thường chắc Đan Anh sẽ từ chối, nhưng hôm nay sự ể oải của cơ thể khiến cô tạm gác những thành kiến của mình lại. Cô không có thiện cảm với Cát, nếu không muốn nói là có phần khinh thị với những câu chuyện cô nghe râm ran quanh Cát. Cát làm lễ tân trong một khách sạn gần bệnh viện của Đan Anh, loại khách sạn mà bây giờ người ta gọi là khách sạn giờ hay khách sạn tình yêu. Đan Anh cũng nghe vài ba tin đồn không hay rằng Cát không chỉ đơn thuần là một cô lễ tân. Trước khi tận mắt chứng kiến cô bé để một người đàn ông đặt tay lên chỗ nhạy cảm của mình trước cửa khách sạn, vậy nên dù có nhiều mối liên hệ nhưng Đan Anh gần như không bắt chuyện, thậm chí né tránh Cát, và trước mặt người khác thì tỏ vẻ không quen với cô bé, dù căn nhà nhỏ của cô nằm ngay cạnh dãy phòng trọ mà Cát đang ở.
Trên đường về, hình như Cát nói rất nhiều thứ loanh quanh chuyện bệnh dịch, rồi không quên ôn lại vùng ngoại ô lúc trước. Đan Anh ậm ở cho qua chuyện, phần vì không thích Cát, phần thì đầu óc cô thật sự trống rỗng, cứ như cái gì đó đang quay bên trong chứ không phải là bộ não của cô như ngày thường. Cho đến lúc Đan Anh chợt thấy khô cổ và ho lên vài tiếng. Chị không khỏe à, chị Đăng? À không, chị khát nước thôi. Mà em đang nói gì nhỉ? À, em vừa nói về gã đàn ông thuê căn phòng sát vách nhà chị ấy. Theo Cát, người đàn ông đó tên Khải, chắc khoảng 20 mấy tuổi, mà là một gã trai bao. Đan Anh tiếp tục nghe Cát nói về gã Bành, thứ ngôn ngữ xuồng xã mà nhiều câu chuyện rất là khó nghe. Kiểu như Cát làm lễ tân trong khách sạn, cô đã thấy Khải vào đó cùng với một quý bà chắc không nằm dưới 50 tuổi, mà cách gã vuốt ve và nói những lời âu yếm khiến Cát muốn nôn mửa ra. Cho chị xuống đây đi, Đan Anh khều vai Cát khi cô bé vẫn đang huyên thuyên về Khải. Chỗ hai cô gái đang dừng lại là cái tiệm tạp hóa của chú Tư Cảnh, chừng 10 mét, nghĩa là cũng là một đoạn mới đến nhà của Đan Anh. Cảm ơn Cát nhé, chị ghé mua chút đồ, em về trước đi. Cát cười rồi nói tạm biệt, dường như không hề suy nghĩ một chút nào về hành động của Đan Anh. Dù thật ra, điều Đan Anh muốn là không để ai thấy cô về chung một cô gái mà chính bản thân cô cho là không ra gì. Và cả khu phố này cũng có ý nghĩ về Cát như thế. Nhưng chừng khoảng 2 phút sau thì Đan Anh thấy Cát quay đầu xe lại. Cô hơi giật mình khi thoáng thấy phần mặt không bị che bởi khẩu trang đầy vẻ khó chịu của Cát. Nhưng khi thấy Đan Anh, ánh mắt cô bé lại dịu hẳn đi, cứ như đang cười. Em gặp gã chơ ao đang đứng ở đầu ngõ. Em không muốn bị gã ám hết cả ngày của em. Em sẽ đi một vòng cho thanh lọc không khí đã. Cát nói rồi kéo khẩu trang lên, cúi chào Đan Anh rồi vặn tay ga đi mất. Đan Anh cảm thấy Cát rất ghét gã đàn ông tên Khải kia, cũng giống như một sự kỳ thị vậy. Chợt Đan Anh nhận ra mình cũng vừa kỳ thị Cát đó thôi. Còn Cát thì kỳ thị gã trai bao kia. Gã trai bao chắc cũng kỳ thị một ai đó, mà cũng như Cát, gã cũng không biết mình đang bị một ai khác kỳ thị như một thứ dịch bệnh. Đan Anh tự nhiên liên tưởng đến khái niệm chuỗi thức ăn mà mình từng học trong môn sinh học thời phổ thông. Liên tưởng đó khiến cô tủm ngụm cười một mình, nhưng nụ cười đó tắt ngụm khi cô tự hỏi, vậy có ai đang kỳ thị mình không nhỉ? Ngay lúc đó cô thấy tiệm tạp hóa của chú Tư xuất hiện trước mặt. Nhớ lại câu chuyện nghe được chiều qua ở đây, không hiểu sao tự nhiên cổ họng cô lại khô rát và thứ gì đó bên trong đầu lại quay như trong chóng. Đan Anh ghé vào mua một hộp cà phê hòa tan và một ít thức ăn vặt. Chú Tư Cảnh đắn đo một hồi rồi nói lời xin lỗi vì sự thiếu tế nhị của vợ mình chiều hôm qua. Nhưng Đan Anh lễ phép bảo đó là suy nghĩ rất bình thường, chứ không nên bận tâm. Chú Tư nghe vậy cười tươi và dặn cô chiều nay vẫn ghé để chăm sóc cho bà hai nhé. Mà nè, con có thấy khu mình dạo này có mấy người lạ ra vào không? Đan Anh cũng không để ý lắm. Với lại đang cao điểm mùa dịch nên hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang, khó lòng mà nhận ra ai được nữa. Nghĩ vậy Đan Anh khẽ lắc đầu rồi chào chú Tư để tản bộ về nhà. Khi ngôi nhà quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, Đan Anh cũng tiện thể nhìn sang con hẻm nhỏ dẫn vào dãy phòng trọ của Cát để xem gã cha bao mà cô bé đã đề cập húc. Nhưng hình như gã đã đi khỏi. Ngay lúc Đan Anh vừa tra chìa khóa vào ổ khóa nhà mình thì chợt có một bàn tay đặt lên vai cô. Thoáng chút chật mình, cô quay lưng lại, hất nhẹ vai lên, tớt tay người kia xuống và lui vào thế phòng thủ. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông, dĩ nhiên trong thời điểm hiện tại ai cũng đeo khẩu trang. Phần trên khuôn mặt là một làn da xù xì, vài vết đồi mồi cũng như nếp nhăn xếp thành hàng ngang trên trán. Nửa gương mặt mày lại vừa lạ lại vừa quen,
nhưng cuộc trò chuyện khi nãy về mấy kẻ lạ mặt với chú Tư khiến Đan Anh không khỏi cảnh giác. Tôi ở nhà đối diện, vừa nói người đàn ông kéo khẩu trang xuống. Lúc này Đan Anh mới nhận ra đó là ông hàng xóm Việt Kiều Mỹ. Đan Anh lục lọi trong trí nhớ tìm ra tên người đàn ông chắc cỡ tuổi cha mình, nhưng cô không sao nhớ ra. Bắt chuyện với cô thế này thật thất lễ, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Tôi có chút chuyện muốn nhờ cô, nhưng nếu được chúng ta có thể vào nhà để nói chuyện không? Ở ngoài thế này sẽ bất tiện cho cô. Đan Anh nheo mắt nhìn vị khách đường đột, lời nói cử chỉ thấp thỏm và cách ông ta ngoái đầu nhìn giáo giác xung quanh đều toát lên vẻ khả nghi. Nhưng ánh mắt của ông khi nhìn thẳng vào Đan Anh thì lại đầy vẻ thành khẩn, có chút gì đó mang màu sắc cầu cứu thật tội nghiệp. Những rào cản tự vệ trong lòng Đan Anh gần như tháo xuống. Một vài việc ngoài dự định vào buổi sáng ngày ra trực khiến cho giấc ngủ của Đan Anh bắt đầu muộn hơn. Nhưng cũng gần 2 giờ chiều, như thường lệ, cô đã thức giấc, chuẩn bị qua la một bữa ăn tạm gọi là ăn trưa. Rồi cô ngồi bên cửa sổ định vừa nghe một bài bản nhạc yêu thích, vừa đọc tin tức, thì lại thấy hình ảnh cáu cảm của cặp vợ chồng Việt Kiều Mỹ ở khung cửa nhà đối diện. Đan Anh nhớ lại câu chuyện sáng nay, người đàn ông ấy sau khi tự giới thiệu mình tên Loan và vợ mình tên Hằng cũng nhanh chóng đề cập đến vấn đề chính. Bà Hằng bị tăng huyết áp, nhưng chiếc đo huyết áp điện tử chỉ cần bấm nút là hiện ra trị số lại bị hỏng. Việc không theo dõi được huyết áp khiến cho bà Hằng cảm thấy bất an. Vài ngày trước ông Loan phải đưa bà đi bệnh viện cho yên tâm, nhưng tình hình của bà thì không có lý do gì phải nhập viện cả nên các bác sĩ cho về. Ở nhà thì sự lo lắng lại khiến huyết áp bà dao động, bà cảm thấy mệt hơn. Vòng luẩn quẩn ấy khiến hai vợ chồng gần 60 tuổi khốn khổ suốt ngày. Cho đến khi ông Loan vô tình gặp được Đan Anh cầm máy đo điện huyết áp chuyên dụng cho nhân viên y tế sang nhà chú Tư Cảnh. Vậy bác muốn con đo huyết áp cho bác gái phải không? Theo dõi được trị số bác gái để đỡ hoang mang phải không ạ? Cô hiểu được vậy thì may mắn cho cô quá. Tôi vẫn đang không biết giải thích làm sao về việc hay ho của bà ấy. Đan Anh cười và nói, cô cũng hay gặp những bệnh nhân có huyết áp mang tâm lý tương tự. Ông Loan nghe vậy khuôn mặt giãn ra một chút, nhưng rồi những nếp nhăn lại xếp hàng hai hàng trên trán ngay tức khắc. Nhưng có chuyện này tôi phải nói luôn cho cô biết, rồi cô muốn sang bên nhà tôi hay không thì tùy, tôi không ép nhé. Khi ông Loan nói đến mục đích bắt chuyện với Đan Anh, cô đã gỡ được nút thắt trong lòng. Nhưng rồi vẻ mặt đầy ẩn ức cùng cách nói chuyện rào đón kỳ lạ của ông lại khiến cô gợi lên những hoài nghi. Thế này nhé, cô cũng biết vợ chồng tôi từ Mỹ về 2 tuần trước, mà giờ những người như chúng tôi mọi người đều cảnh giác lắm, sợ lây bệnh, sợ chúng tôi mang mầm bệnh kiểu vậy. Nhưng cô xem nè, đây là vé máy bay của tôi, chúng tôi bay thẳng từ bên đó về, không quá cảnh những nơi đang có dịch. Hai vợ chồng tôi đều thông suốt, không sốt, không ho, tất cả đều không. Đến lúc đó Đan Anh mới vỡ lẽ những gì đang diễn ra quanh người đàn ông gần 60 tuổi này. Và Đan Anh cũng hiểu được tại sao giờ này và từ khi vào nhà cô nói chuyện, ông vẫn không tháo khẩu trang xuống. Ông tự trọng và ý thức được cách nhìn của những người xung quanh về mình. Chợt cô hiểu được sự ấm ức trong vẻ mặt của ông khi cậy nhờ cô, vẻ mặt của một người bị bỏ lại, cô đơn và sợ hãi. Khi cảm thấy mình không khác gì một mầm mống nguy hiểm trong mắt người khác, một cái gai cần bị nhổ bỏ. Dĩ nhiên, vừa cẩn trọng, vừa đủ kiến thức để bảo vệ mình, Đan Anh nhận được lời sang nhà ông Loan. Mọi việc suôn sẻ với những lời trấn an từ cô, nên bà Hằng cảm thấy yên tâm hơn. Trước lúc về, ông Loan cảm ơn ríu rít và gửi cô một ít bánh kẹo từ Mỹ. Lúc này cô mới để ý trong nhà còn rất nhiều những gói quà là bánh kẹo như thế. Chúng tôi định biếu cho bà con hàng xóm, nhưng thời điểm chúng tôi về, mọi chuyện thế đó,
mọi người cũng không muốn gặp chúng tôi, nhận quà như vậy chắc cũng no, tôi hiểu ra, cho họ mà. Ông nói cố tỏ ra bình thản và thông hiểu nhưng vẫn pha chút gì cay đắng. Rồi ông bước ra cửa, lại nhìn qua nhìn lại rất cẩn thận trước khi về phía Đan Anh như tỏ ra hiệu cho cô là được rồi. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. Họ mà thấy cô tiếp xúc với chúng tôi, không khéo họ lại cách ly luôn cả cô. Tôi không muốn vì giúp nhà tôi mà cô bị thiệt thòi. Đến đây Đan Anh mới sâu chuỗi được một loạt hành động kỳ quặc trước đó của ông Loan. Cô thở dài. Bác có thể giải thích với họ như cách bác đã giải thích với con lúc nãy. Con cảm thấy rất thuyết phục. Ông nhìn cô không chớp mắt, rồi nở một nụ cười gì đó chua chát. Họ không có nghe đâu. Thì ra, hai ông bà có một cậu con trai. Cậu này mấy năm trước bị nghi ngờ giết người. Rồi trong quá trình điều tra, cậu không chịu được áp lực, tự kết liễu cuộc đời mình. Còn hai ông bà mang thân phận là cha mẹ của kẻ sát nhân, chịu đủ thứ gièm pha, điều tiếng đến nỗi phải đi di dân theo người con gái sang Mỹ. Mỗi năm, đến ngày giỗ của người con trai, họ mới về Việt Nam để cúng bái và tưởng niệm. Vốn dĩ họ không muốn nghe cúng tôi nói thêm những tin tức chẳng biết thực hư trên mạng nữa. Chuyện cũ, chuyện mới, gần như họ cô lập chúng tôi những hai vòng kiềm gai. Ông nói đùa nhưng không ai cười nổi. Rồi khi Đan Anh đang nựa lời để làm khuây khỏa bức bối của ông, thì ông thở ra một ra và nói một câu mà cô ám ảnh mãi về sau. Đôi khi sự kỳ thị còn hơn cả dịch bệnh. Cô có thấy vậy không? Bệnh dịch thì nhanh, nhanh hay chậm, sớm mai muộn, một lúc nào đó người ta sẽ tìm cách để kiểm soát và tiêu diệt nó đi. Còn sự thì kỳ thị thì không bao giờ. Bây giờ ngồi nhìn cặp vợ chồng già ấy từ bên này cửa sổ, Đan Anh nhớ lại cuộc chuyện trò lúc sáng, lòng không khỏi có những suy nghĩ. Nhưng rồi cổ họng cô lại khô rát đến khó chịu, và hình như giấc ngủ vừa rồi vẫn chẳng khiến cơn đau đầu khỏi. Cô nhắm mắt lại hồi lâu để cho các giác quan được như thư giãn lại. Nhưng khi cô vừa cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì có một tiếng hét thất thanh vang lên, hình như từ phía bên kia đường. Đan Anh mở mắt ra và những gì cô thấy là khuôn mặt hốt hoảng của ông Loan ở bên kia cửa sổ. Gần như đoán được có chuyện gì không hay, Đan Anh chạy sang ngay nhà đối diện. Bà Hằng bị trượt té và đang nằm bất động. Đan Anh kiểm tra tim mạch đập và nhịp tim vẫn còn, nhưng nay gọi bà thì không thấy phản ứng. Ông Loan có vẻ bối rối, gần như chỉ ngồi xoa chân vợ một cách tuyệt vọng. Đan Anh hiểu mình cần thiết phải hỗ trợ. Cô lao ra và chi hô, một số cánh cửa gần đó được mở ra. Một vài người chớm bước lại ngôi nhà của ông Loan, nhưng rồi như nhớ ra điều gì và dừng lại. Một số khác thì bị bàn tay của những người còn ở trong nhà níu lấy. Chợt câu nói của ông Loan lúc sáng vang vọng trong đầu cô. Đôi khi sự kỳ thị còn hơn cả dịch bệnh. Khi sự thất vọng lên ngôi, Đan Anh bắt đầu suy nghĩ cách nhìn, xử lý và chợt có một thân người đàn ông lao vào nhà. Phải mất vài giây, Đan Anh mới nhận ra đó là anh Khải. Gã trai bao theo lời kể của Cát. Khải gần như biết phải làm gì khi Đan Anh còn chưa kịp nhờ. Gã móc điện thoại gọi cấp cứu, sau đó gã dìu ông Loan sang giường. Khi thấy ông cũng có vẻ không ổn để Đan Anh tập trung đánh giá tình trạng và sơ cứu cho bà Hằng. Cô thử phản xạ, đau bằng cách dây xương ức vẫn còn phản ứng. Thấy vậy, cô cố gắng lay gọi bà và hình như là bắt đầu có sự hồi tỉnh. Một lúc sau thì bà mở mắt ra, trả lời được Đan Anh nhưng vẫn khá yếu ớt. Vừa lúc đó xe cấp cứu cũng đến. Chẳng biết ai ác miệng mà nói rằng bà Hằng bị viêm phổi do con virus đang gây dịch bệnh mà phải đi cấp cứu.
Những người xung quanh vì thế càng tránh xa ngôi nhà của ông Loan. Từ buổi chiều hôm đó, Đan Anh cũng không ngờ mình bị vạ lây. Từ bệnh viện trở về, sau khi xác định bà Hằng chỉ bị hoảng sợ nên ngất đi, huyết áp cũng tăng cao một chút chứ không quá nguy hiểm. Đan Anh định ghé vào nhà chú Tư Cảnh như đã hứa, nhưng vừa bước gần tới thì cô thấy chú Tư thay vì niềm nở như mọi khi lại lật đật đeo khẩu trang một lúc hai cái. Đan Anh biết chú đang nghĩ gì, liền giải thích ngọn ngành câu chuyện. Chú Tư Cảnh có vẻ bớt căng thẳng, nhưng vẫn không có vẻ gì là muốn Đan Anh bước vào nhà. Thính Tư thì nấp ở đâu đó phía bên trong, nói vọng ra những câu đuổi khéo. Thôi, hôm nay chắc con cũng mệt rồi, con về đi. Đan Anh định nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khiến cô không bật ra được. Chào ho niên hồi, khi cô trở lại trạng thái bình thường, thì cô thấy chú Tư cũng đã chạy thẳng vào trong nhà. Đan Anh biết rằng giờ nói gì cũng không có ý nghĩa, nên đành thôi cô quay về nhà. Con đường từ tiệm tạp hóa đến nhà cô thật rất ngắn, nhưng những ánh mắt nấp sau khung cửa và những tiếng rầm rì khiến cô cảm thấy đoạn đường hôm nay theo mà nó xa thế. Mỗi lần cô ho thành tiếng lại nghe đâu đó những âm thanh kiểu như thấy chưa, thấy chưa. Khi Đan Anh về tới trước cửa nhà thì thấy một người đang chờ cô ở đó, khải nở một nụ cười thân thiện. Lúc này cô mới có thời gian nhìn kỹ vẻ ngoài của gã. Đúng là nét đẹp trai thư sinh mà chắc nhiều phụ nữ sẽ thích. Tôi muốn hỏi thăm tình hình của... Có lẽ gã không biết tên của người bị nạn lúc chiều. Gã đưa tay chỉ sang nhà ông Loan, nháy mắt và nhún vai rồi kết thúc toàn bộ cử chỉ của mình bằng một nụ cười điển nhã. Đan Anh định trả lời nhưng chợt lại thấy có gì đó không ổn. Cô chóng mặt và lao vào, suýt ngã. Nhưng gã chưa kịp đưa tay đỡ. Tôi nghĩ chắc nên... Tôi nghĩ chắc nên dìu cô vào nhà trước, gã nói, giọng nói lẫn cử chỉ đều rất dịu dàng. Vào trong nhà uống một ít nước rồi ngồi tựa lưng, Đan Anh mới thấy đỡ hơn. Nếu anh muốn hỏi về chuyện mà mọi người đang râm ran rằng bà ấy bị nhiễm phổi. Mẹ tôi nằm bệnh viện thường xuyên đến mức tôi quen biết mọi chị bác sĩ. Và nhờ vậy tôi cũng được phổ cập một số kiến thức nhất định. Nên những gì tôi thấy lúc chiều tôi nghĩ không phải những gì mà mấy người ấy đang nói đâu. Khải vẫn giữ nét mặt thản nhiên rồi lại tung ra nụ cười khi nãy. Cách nói chuyện và cốt cách có phần lịch thiệp của gã khiến Đan Anh tự hỏi thông tin nghề nghiệp nhạy cảm của gã này mà cắt nói với cô liệu có đúng không. Nhưng gần như ngay lập tức gã dội một gáo nước lạnh vào sự ngờ vực của Đan Anh. Mà cô chắc cũng nghe mọi người quanh đây nói về tôi mà. Một tên trai bao như tôi có khi mắc một căn bệnh khác rồi ấy chứ. Dịch bệnh của thế kỷ, gã nói rồi cười lớn. Nên nếu như cô thắc mắc về tôi, lấy đâu sự quả cảm để hành động như lúc chiều, thì chắc là tôi nghĩ mình cũng chả có gì để mất. Đan Anh ngồi thẳng lưng dậy. Có vẻ người đàn ông trước mặt cô cũng nhận về mình đủ nhiều những ngón tay chỉ trỏ, những lời xì xầm. Tự nhiên Đan Anh có cảm thấy gã này có gì giống với ông Loan. Cô giải cho gã về tình hình của bà Hằng. Gã có vẻ thở phào khi biết bà ấy không sao. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà cô nè, tôi xin lỗi vì mấy lời vừa nãy. Không hiểu tại sao tôi lại nói vậy với cô nữa. Đan Anh mỉm cười. Không sao đâu. Cô nghĩ chắc những người như Khải, như ông Loan, mức độ tự vệ bằng những lời chua chát cho bản thân chắc ở mức độ nhạy cảm cao hơn bình thường. Tôi không có ý gì. Tôi cũng không có nghĩ cô lây các bệnh viêm phổi gì đó. Nhưng hình như cô không khỏe, nên chắc cô nên nghỉ ngơi hoặc là đi khám. À, tôi lại có nhiều chuyện rồi. Cô làm trong ngành y tế mà. Gã nói rồi xua tay,
kết thúc lại bằng một nụ cười. Đan Anh chợt nhớ, hình như gần một ngày rồi, gã là người đầu tiên nói những lời quan tâm đến sức khỏe của cô. Khi tiến gã về, cô phát hiện hình như nãy giờ hàng xóm xung quanh lại tụng ba tụng bốn quanh nhau và quanh những lời cái nhìn ám ảnh về phía nhà cô. Khải cũng có vẻ hiểu chuyện và hình như điều đó khiến sự chua cay của gã lại bộc phát. Cô chuẩn bị tinh thần nhé. Chắc ngày mai người ta sẽ đồn cô bị một lần những hai bệnh truyền nhiễm đó. Như lúc này gã vừa nói vừa cười lớn. Những nhóm người đang tụ tập chỉ vội vã chạy vào nhà khi thấy ông Loan xuất hiện sau lưng một tài xế xe ôm công nghệ. Hình như ông vừa về từ bệnh viện. Người tài xế vừa nhận tiền vừa nói nốt câu chuyện đang nói dở với ông Loan. Hình như số người nhiễm bệnh đã lên hơn mấy trăm người. Tội nghiệp, nghe nói bệnh này hành người ghê lắm. Đan Anh nhìn một vòng xung quanh và cô tự nói với mình, số người đang bị bệnh hành hạ nhiều hơn con số những người đó đáng.